Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh Si Review. Tình hình thì mình vừa mới đi mua được một chiếc máy ảnh Canon M50. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video mở hộp về cái chiếc máy ảnh Canon M50 này. Thì cái chiếc Canon M50 này nó cũng ra đời khá lâu rồi. Như mình thấy hình như là nó ra đời vào năm 2018. Thì đến nay thì mình mới có điều kiện để sở hữu em nó sau bao nhiêu ngày mong chờ. Thì giờ thì mình sẽ nhấc cái hộp chiếc máy ảnh Canon M50 này ra. Đây các bạn, đây là hộp full box của nó luôn, hàng chính hãng nhé các bạn. Thì cái thời điểm mình mua là cái giá của chiếc Canon M50 này nó đang dao động ở mức 16 đến 17 triệu tùy các trang thương mại điện tử hay là các shop bán hay là các siêu thị. Thì mình mua cái con này là vào khoảng 16 triệu hơn một chút. Nó mình không nói giá cụ thể vì cái giá nó dao động hơn đấy. Thì bây giờ thì đây là chiếc Canon M50, hộp full box của nó, hàng chính hãng. Thì mình thấy là nó vẫn ngoài ấy, cái hộp ấy, thì mình thấy là Canon vẫn đựng cái chiếc Canon M50 này trong một cái diện hộp nền đỏ và pha nền trắng nữa. Còn có những dòng cao cấp hơn như là dòng Canon EOS M, R hay là RP, R5 đó, thì R6 nữa. Thì mình thấy là Canon đã thay đổi cái mẫu mã hộp, là cái nước sơn cái hộp, màu hộp ấy là nó thành một màu đen black trần luôn. Còn những dòng tầm trung như Canon M50 này thì hãng Canon vẫn để nó ở một cái hộp nền đỏ pha trắng bình dân như thế này đó. Thì ở bên ngoài hộp, trực diện trên đỉnh thì mình thấy là có một cái giấy in, đó là những cái thông số của cái chiếc máy ảnh này, một cái giấy nhỏ này đó. Thì còn hiển thị là một chiếc Canon M50 đi kèm với kit 1545 đó. Mặt này thì cũng thế, mặt này là chụp một cái chiếc máy ảnh Canon M50 với cái ống len được tháo ra và lộ ra một cái phần sensor của chiếc máy ảnh ở đây. Với bên này thì có một chút menu in cả tiếng Trung và tiếng Anh nhé các bạn. Mình không biết, mình xin lỗi, in tiếng Nhật và tiếng Anh vì cái tiếng Trung nó hơi giống chút đó. Với bên này thì in cũng một nửa tiếng Nhật và một nửa tiếng Anh, và cả hai thứ tiếng này thì mình đều là không rõ. Rồi, giờ thì mình sẽ mở hộp nó ra sau bao ngày tậu được em nó. Wow, thì đây các bạn, cũng nói luôn nhá, mình xin phép cũng nói luôn thì không phải là cái chiếc máy ảnh này mình mua hàng chính hãng, không phải là nó không có quà tặng kèm đâu, mà nó cũng có quà tặng kèm luôn ở trong này đó. Giờ thì mình sẽ mở hộp ra nhá. Wow, ở trong hộp luôn, ngay cạnh hộp nó đã có một cái mã vạch như này, các bạn nhìn thấy không, ở trên cái hộp này có một tem mã vạch dán ở hộp. Và tiếp theo mình sẽ đặt nó ra đây, những cái nào mình là mở hộp mình sẽ đặt ra đây nhé. Ngay hôm nay thì mình vừa mới khi từ ngoài Hà Nội mua máy từ shop về thì mình đã vào luôn trong công viên ở gần nhà mình để mình review luôn. Đây là một cái hóa đơn của mình đó. Hóa đơn này thì trong này nó gồm có một số cái, những chỉ có máy và một đấy, một số cái đồ mình mua thêm thôi. Rồi, đây đó chính là cái quà tặng nhé các bạn. Cái quà tặng này thì mình phải cáp thêm vào 100k đó. Vì mình mua máy chính hãng và được tặng kèm theo một túi đựng máy ảnh Lê Bảo Minh. Thì những bạn nào mà xem những cái video mở hộp của Canon ấy thì đều thấy là mua máy là chính hãng tại Việt Nam của Lê Bảo Minh thì sẽ được tặng kèm một cái thẻ 16GB và một cái túi máy ảnh Lê Bảo Minh. Nhiều shop sẽ tặng kèm theo cả miếng dán màn hình. Đó thì của mình, chiếc máy này của mình cũng được tặng kèm một cái túi đựng máy ảnh có thêu dòng chữ Lê Bảo Minh đó. Thì và một cái thẻ 16GB, thì cái thẻ 16GB nó chỉ có tốc độ ghi là 4 Mbps hay là gì ấy, mình chưa tìm hiểu rõ, nhưng mà nó ghi rất chậm. Thì vào cái túi máy ảnh đấy thì mình lại
không phải là người làm dịch vụ ấy, mua máy ảnh mà mình theo nhu cầu là sở thích của mình, đam mê nhiếp ảnh thôi, nên đeo cái túi đấy nó đi chơi nó hơi lộ liễu. Và với cái túi đấy và đựng, hơn nữa lại đựng cái body của M50 thì nó lại hơi rộng chút, nên nếu mà có đeo ấy thì đi chơi mình cũng kiểu như là hơi lộ liễu, là có ai nhìn vào ấy thì nó thành ra mình đã biết mình bên trong có máy ảnh đó. Thế mình đã không dùng cái túi đấy, và mình cái thẻ 16GB kia ấy thì cái tốc độ ghi nó hơi chậm so với mình, thì mình đã bảo nói chuyện với cửa hàng là đổi đổi trả lại và có thể cáp thêm tiền, thì cả hai thứ đó và mình cáp thêm 100 nữa thì cửa hàng đồng ý bán cho mình một chiếc thẻ SDHC này với tốc độ 95 Mbit trên giây đó. Nó tốc độ này đối với thẻ chính hãng thì nó rất là ok nha các bạn, mà mình có thể là quay video cũng ok luôn đó. Thì về cái thẻ này tí nữa mình sẽ test máy và mình sẽ lắp nó vào sau nhé. Đó là đây là về phần quà tặng liền luôn. Rồi tiếp theo nữa là một cái menu hướng dẫn, đó rất là dày. Cái menu này thì 100% thì 100 người thì mình nghĩ là cũng phải đến 95 người là về nhà sẽ không đọc đâu, vì trước khi mua máy mọi người đa số là đã tìm hiểu trước rồi. Rồi đó là menu, và đây đây là cái quan trọng nhất nào, đó đó chính là cái thẻ bảo hành của Lê Bảo Minh nhá. Đây mặt này là thẻ bảo hành. Thì cái chiếc máy ảnh này mình thời điểm của mình mua là vào cuối năm 2020, thì nhưng mà trên chiếc thẻ bảo hành này thì nó đã bị trôi mất 1 tháng. Thì hiện tại là ngày hết hạn của thẻ bảo hành này là ngày 10 tháng 11 năm 2022, tức là thẻ máy chính hãng thì sẽ là được bảo hành 24 tháng đó. Thì nó cũng xấp xỉ thôi, thì mình mua thì không bao giờ nó khớp được như thế, nhưng mà nếu mà bảo hành thì sẽ dựa theo cái ngày mua trên cái hóa đơn này nữa cơ. Đó là cái quan trọng nhé. Rồi giờ đến cái phần bên trong, mình thì cũng xem nhiều người review đó, trên đặc biệt là trên Tinh Tế thì công nhận là mở máy ra là có một cái mùi thơm của cái hàng điện tử ấy. Đó bây giờ thì mình sẽ đặt hộp xuống và mình sẽ mở từng thứ một ra. Đầu tiên đó chính là về cái body, đó body Canon M50. Wow, được đựng trong một cái túi chống sốc như này các bạn, máy nào cũng thế. Trước đấy thì trước khi sở hữu cái Canon M50 này thì mình cũng mua được 4 cái máy rồi, và nó cũng nói chung là để bọc bảo vệ chiếc máy ảnh là đều như thế này đó. Và đây mình sẽ nhấc ra bọc trong 2 lớp túi luôn. Mình sẽ thả luôn cái túi vào cái khuôn này. Đây các bạn, đây chính là chiếc Canon M50 nhá. Đó. Rất thơm luôn, màn hình xoay lật. Ok, thì ở trong này nó có một cái tem in trên thân máy này và có Made in Japan. Thì theo như mình được biết thì tất cả những cái máy ảnh Canon M50 đều được sản xuất tại Nhật Bản. Đó. Thì chiếc Canon M50 này thì về cái body cầm nó có thêm cái báng cầm này, cầm rất chắc tay. Đó bạn nào mà muốn mua thêm cái mình không biết cái đấy là cái gì mà để nó gắn vào trên nhỉ? Mình sẽ tìm hiểu sau, thì cầm để nó có độ chắc tay hơn nữa. Còn máy thì mình thấy là cảm quan cầm rất nhỏ gọn, rất tiện để cho đi du lịch và quay video vì nó khá nhẹ nhé. Rồi về tiếp theo nữa nó chính là cái len. Đây cái len được đựng ở trong này, đây cái len nó sẽ đựng ở ngăn bên. Giờ mình sẽ nhấc cái len ra đẩy ra đó. Ok, giờ mình sẽ bóc đến cái len nhá, mở lên cái len. Đây cũng được đựng một trong một cái lớp túi chống sốc có hơi và một cái lớp bóng này nữa. Đây chính là cái chiếc len 1545 nha các bạn. Mình sẽ đặt ra bên nữa. Và kế tiếp nó chính là pin. Pin nhé các bạn.
Đó, một cái quả pin mình cũng sẽ bóc luôn quả pin này ra. Để tí mình cũng lắp vào máy để mình test. Đó, pin zin chính hãng luôn nhá. Có Canon, dung lượng là 875 am. Đó. Rồi mình sẽ đặt ra đây. Và đây, đây là một cái dây dây của dây đeo của Canon. Trước đấy thì mình dùng một cái con Canon M10, mình không có đeo cái dùng cái dây này đâu. Vì mình thấy là nó không ấy, nó cái Canon nó nhỏ quá, dùng thêm dây thì cũng để đeo ở cổ cũng tiện thôi, nhưng mà mình dùng một cái dây, loại dây đeo ở cổ tay này thôi, không không phải là dùng cái dây này. Đó, về đây là dây nhá. Bên này thì là đốc sạc. Đốc sạc của nó là diện có đốc riêng, và đây là dây sạc. Mình xin lỗi, đây là dây sạc và diện hai chân nhá, không phải ba chân nhá các bạn. Mình không biết là sản xuất ở thị trường nào ấy là phải yêu cầu là có ba chân, còn xuất sang thị trường Việt Nam thì cái dây sạc này vẫn là ở diện hai chân nhá. Đó, thì cái dây sạc này mình không bỏ ra nữa, mình sẽ để nguyên túi. Và đây, đây chính là cái đốc sạc. Mọi thứ vẫn còn mới tinh luôn. Đó, đây là cái đốc sạc. Thì nó cũng giống như cái đốc sạc của chiếc Canon M10. Và mình đang dùng cái chiếc Canon M10 thì cái pin của Canon M10 cũng sử dụng được trên cái chiếc Canon M50 này. Rồi giờ thì mình sẽ để hết mấy cái thứ phụ kiện này vào. Thì vì một chiếc Canon thì bao giờ cũng đi đủ với tất cả phụ kiện như này rồi. Máy nào cũng thế. Mình sẽ để lại và quay lại với cái nhân vật chính, đó chính là cái body và cái lem. Mình sẽ test. Ok, thì bây giờ là mình sẽ tháo cái lem này ra để lắp trên cái body này. Đó, đây, đây là cái nắp phần đậy body, mình sẽ tháo lem ra trước và để test. Đây, body đây. Các bạn căn theo cái chấm trắng trên cái phần chỗ sensor này và cái chấm trắng trên cái chiếc len 1545 này, và so lại và sấy. Ok, cái cảm giác được sấy cắc một tiếng của cái len vào nghe rất thích luôn. Và bây giờ nhá, tiếp theo mình quên lúc nãy không nói, đây đây chính là cái tem niêm phong bảo, gọi là tem niêm phong bảo hành của Lê Bảo Minh ở trên cái thân máy. Rồi mình sẽ lật màn hình ra. Wow, ở cái phần màn hình này nhá các bạn, nó có một cái lẫy khóa ở đây, khi đóng màn hình vào nó sẽ khóa hẳn để cho màn hình đỡ bật ra. Như những cái con Canon 750D lúc trước của mình ấy, mình có mua thì cái Canon 750D đó thì nó không có cái lẫy khóa này đâu, nhưng mà nó cũng là diện màn hình xoay lật 180 độ như này. Đó, mình sẽ mở ra và ấn vào nó lẫy khóa. Giờ thì mình sẽ tháo ra, đây là phần lắp pin. Đó, mình sẽ lắp pin vào. Pin vào nhá. Để xem test nó có chạy ok không. Ok. Giờ mình sẽ đặt ra và mình sẽ mở hộp đến cái chiếc thẻ nhớ này. Thẻ nhớ 32 GB, dung lượng 95 MB. Thì nếu ra cả ra với cái 95 MB này thì nhiều người cũng có nhu cầu phải mua cái tốc độ ghi nó cao hơn nữa cơ, nhưng mà đối với mình 95 là đủ. Nhưng mà 32 này thì có lẽ là về sau mình cũng phải mua thêm một cái thẻ tầm 64 GB, mà có điều kiện hơn thì mình cũng mua lên hẳn một cái 128 GB luôn, quay cho nó xóa luôn. Ok, giờ mình sẽ mở ra nhá. Mở cái gì ta? Mọi lần toàn mở bằng cái thẻ kia thôi, chưa bao giờ mua được cái thẻ xịn tầm như này cả. Nó dán đường keo hết luôn hay sao các bạn? Không thấy có cái đường nào để bóc luôn ấy. Bây giờ là cậy theo cái kiểu không khoa học này.
Thôi được, mình sẽ cậy theo cái đường dưới phần nắp đít này ra chẳng nhé. Nó chắc là mình đã phải bóc cái đường này ra các bạn ạ. Đây, trên này có một đường rẽ đó, cậy cái đường này ra thôi. Thẻ của SanDisk. Rồi. Đây, đây chính là cái chiếc thẻ. Wow. Thẻ chính hãng có khác. Trong này còn bọc thêm cả một cái chai khay nhựa nữa. Mình không biết cậy bây giờ cậy kiểu gì. Có lẽ là mở cái thẻ nhớ này còn lâu hơn mở cái hộp máy ảnh Canon. À ở đây, ở này có cái tai này. Đó, mình sẽ lôi ra. Thẻ nhớ xịn có khác. Mọi lần theo toàn mua phải thẻ tàu thôi. Rồi, đây chính là chiếc thẻ nhớ được đựng trong một cái hộp như này nữa. Đó, mình sẽ cậy nó ra. Đó, đây chính là cái thẻ 32GB. Giờ thì mình sẽ lắp vào cái chiếc máy ảnh này nhá. Ok, nhấc len ra. Đây các bạn, giờ mình sẽ bật nha. Để xem nó có lên không. Ồ, không thấy lên à. Cái pin của nó không biết là mới liệu nó có pin không ta. À, có lẽ là mình sẽ phải lấy cái quả pin của chiếc Canon M10 sang để mình lắp trên cái chiếc màn ảnh này. Vì có thể là cái viên pin mới trong quá trình vận chuyển ấy, pin họ sẽ không để có dung lượng để gây cho nó đỡ nóng pin khi vận chuyển hoặc là qua đường máy bay ấy. Đó, mình nghĩ là cái viên pin mới này nó hết rồi, hết cạn pin rồi. Mình sẽ nhấc ra. Mình sẽ lấy cái túi máy ảnh của mình nhé. Đây các bạn, đây là một cái hộp đựng máy ảnh của hộp đựng pin máy ảnh của mình. Trong này thì mình có hai viên pin nữa. Đó, và đây chính là cái viên pin. Viên pin của chiếc Canon M10 và đây là pin Secure mình mua thêm. Mình sẽ lắp cái viên pin cũng là 875A này. À, lên. Đây, có hai viên giống nhau này, nếu để lần gần là lẫn. Ok nhá, giờ mình sẽ lắp vào. Lần này không được nữa là liên hệ lại ngay với cửa hàng luôn. Rồi, giờ mình sẽ bật lên. Đó, các bạn thấy chưa? Đó. Vậy là nó đã lên đấy nhá. Đây, máy còn nguyên ngày luôn. Chưa cài đặt ngày luôn. Giờ thì mình sẽ thu lại cái góc quay và cái phần màn hình của chiếc máy ảnh này. Đó. Để cho mọi người xem cụ thể về test cái chiếc máy ảnh này nhá. Thì sau khi khởi động máy ảnh lên thì do cái viên pin zin của máy ảnh theo máy là nó bị hết đây, mình đã phải lắp một cái viên pin của chiếc Canon M10 mà mình đang quay đây. Thì hiện tại thì mở máy lên thì máy yêu cầu cài đặt ngày tháng này các bạn. Đó, và giờ mũi giờ này thì cái này tạm thời mình sẽ bỏ qua nhá. Đó, mình sẽ nháy lên cái này. Đó, thì hiện tại là mình chưa cài cái phần mình được biết là thông số và các kiểu của cái chiếc Canon M50 này là cũng có hỗ trợ tiếng Việt ấy. Mình hiện tại chưa cài tiếng Việt, còn đây là yêu cầu mở len đó các bạn. Đó, mình sẽ xoáy len ra. Đó. Đó, thì sau khi khởi động xong ấy các bạn thấy không? Rồi, máy rất là nuột luôn. Đó, bấm bắt nét tranh trách rất là nhanh. Thì hiện tại mình đang ở cái chế độ A cộng ấy, thì mình sẽ về sau nếu sử dụng thì mình sẽ sử dụng chiếc chế độ M này.
Thì trên chiếc Canon này thì nó về, nếu mà về những cái tùy chỉnh thì nó cũng không được thuận tiện lắm. Để mà dòng mirrorless thì mình thấy là đầy đủ các bánh xe mà để thay đổi thông số nhanh ấy, thì là mình thấy có chiếc M5 ở cái tầm phân khúc này. Nhưng mà chiếc M5 thì mình không thích ở cái màn hình nó không được xoay lật kiểu này. Nếu mà có quay vlog thì mình sẽ không lật được ra mặt trước để mà mình nhìn vào màn hình cho nó căn chỉnh dễ. Đó nên mình đã chọn chiếc Canon M50 này. Thì các bạn có thể thấy này, đó nó khá là đẹp và nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Đó, lens 15-45, chụp phong cảnh cũng được. Chân dung thì nó không phải là thế mạnh lắm nhưng mà chụp phong cảnh thì tương đối rất chìa tốt, và để quay video cũng được. Lens 15-45 với cái góc rộng cũng khá là tương đối tốt. Thì đó, thì đây các bạn có thể nhìn thấy này, đó trên chiếc thân máy này là có Made in Japan này và cái series của máy đó. Màn hình thì khi mà không dùng thì các bạn có thể úp cái này. Mặt sau của chiếc màn hình 3 inch này thì các bạn thấy có là nó có thể nó dùng một cái nhựa giả da các bạn, có nhám, độ nhám và dập chữ Canon ở đây. Đó, trên này thì có nút info này và nút bánh điều hướng, nút xem lại và menu ở đây. Đó. Và chỗ này thì có mấy hai cái nút tùy chỉnh nhanh. Và đây là nút quay phim trên vế này. Lens còn khá là trong luôn nhá. Dùng thời gian thì nếu mà bạn nào mà cẩn thận thì mua thêm một cái kính lọc để lắp vào cái phần lens này, để khi là nó không, khi có lau bụi thì nó không bị tác động trực tiếp đến cái kính của lens. Nhưng mà khi mà chụp trời tối thì lắp cái kính lọc, mà kính lọc không không phải loại xịn ấy, thì nó sẽ có ánh đèn ám, nó phản, nó tạo ánh lên trên chiếc cái kính lọc ấy. Nên các bạn chụp trời tối mà có ánh đèn thì lại phải tháo kính lọc ra. Ở bên này là một cái nút tháo lens. Mình sẽ tháo lại nhé. Mình sẽ tháo ra. Đó. Sensor này. Đó. Rồi. Nếu mà mình dùng là mình sẽ lắp cố định luôn một cái lens nào vào đây của trên chiếc máy này. Mình hiện tại là đang sở hữu chiếc M10 nữa thì mình sẽ lắp chiếc một cái lens chân dung 50mm vào cái cố định vào cái máy này, và chiếc lens kit 15-45 sẽ mình sẽ lắp trên chiếc M10 ấy. Thì hạn chế tháo lens ra thì sẽ cái lượng bụi nó sẽ không ít lọt vào được trong này hơn. Đó, vậy là về bao quát vòng quanh máy. Bên này thì nó có một cái cổng mic này các bạn. Đó, nếu mà làm vlog là rất cần đến cái chân cổng mic này, mic jack 3.5 này. Thì mình sau này mình sẽ mua một cái mic rời để gắn lên trên cái chân flat này. Hoặc là một cái mic boi ra, mic gắn cổ áo đó, thì để cái thu âm bên ngoài nó sẽ đỡ hơn cho nếu mà có quay vlog hay là review nói chuyện ấy, thì nó sẽ không bị bắt nhiều cái tạp âm khi mình dùng mic ấy. Đó, và bên này là biểu tượng của NFC à. Đó. Rồi thì đó là toàn bộ về cái chiếc Canon. Giờ thì mình sẽ bao quát lại hết toàn bộ nhá. Đây, lens bảo hành của Lê Bảo Minh này, tem bảo hành của Lê Bảo Minh, xin lỗi các bạn. Đó. Và đây là cái nắp đậy lens. Đó, thì về cái dòng M thì mình đã sử dụng cái chiếc Canon này là chiếc dòng M thứ hai sau cái M10 mình mua. Thì cho đến nay thì mình đã sử dụng vào, đổi vào cái máy này là cái máy thứ 5 của mình rồi. Đó, đầu tiên là mình dùng một chiếc con Nikon P610 dòng showroom ấy. Sau đó thì mình bán đi và mua chiếc Canon 750D. Và sau lại bán đi vì mình thích sự nhỏ gọn ấy. Mình lúc đấy là đang hướng về video nên mình đã mua một chiếc Sony VKX500. Thì nó là dòng compact, mình thấy dùng nó về quay cũng ok, nhưng mà về chụp thì chất ảnh nó lại không được tốt lắm ấy. Đấy, thế là mình lại cũng bán đi và mua sang chiếc M10. Thì chiếc M10 dùng đến nay cũng được vào 3 năm rồi. Thì thấy là về cái chất lượng ảnh nó ok, nhưng mà về cái
cái cách lấy nét của nó thì nó không đáp ứng kịp cho nhu cầu của mình ấy, nên mình đã mua sang chiếc Canon M50 này. Đó, giờ thì mình sẽ quay toàn bộ lại cái đồ, những cái phụ kiện đi kèm theo với lại cái chiếc Canon M50 sau khi mình đã mở hộp nhé. Thì đây là toàn bộ cái những cái phụ kiện đi kèm theo chiếc Canon M50. Thì nó có dây sạc, đốc sạc và dây đeo, hộp và đây, thẻ bảo hành, menu này, phần thẻ nhớ quà tặng này, một pin, một len và một body nha các bạn. Đó thì đó là tất cả những cái phụ kiện của chiếc khi mua một chiếc Canon M50. Thì cái video mở hộp cái chiếc máy ảnh Canon M50 này sau bao ngày mong đợi của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này của mình. Xem thì hãy subscribe và ủng hộ kênh cho mình nhé. Xin chào các bạn.